Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể của chị nha. Chào mừng toàn thể của chị quay trở lại kênh YouTube Thiên Định TV. Và hôm nay sản phẩm hôm nay tiếp theo thì Thiên Định sẽ xin phép được giới thiệu với anh chị chúng ta một cái sản phẩm của nó. Đây thì thực ra là những cái sản phẩm, những cái căn Thiên Định chuẩn bị giới thiệu đây thì số lượng của nó cũng không phải là ít, nhưng mà cái số lượng căn bán thì trong thời điểm hiện tại này thì hầu như nó chỉ loanh quanh đâu đó chỉ một hai căn thôi, mà giá hợp lý thì Định thấy hợp lý nhất thì Định sẽ đưa lên để quý vị chúng ta có cái sự lựa chọn và so sánh trong cái thời điểm mức giá hiện tại. Thì hiện tại thì Thiên Định đang đứng tại đảo Ngọc Trai, đảo lớn, và đang muốn giới thiệu với chị chúng ta cái sản phẩm này. Đó chính là sản phẩm song lập, diện tích là 150 mét, mặt tiền 8 mét 3, và xây dựng của nó là 76,7 mét vuông một sàn. Đây, đây là cái dòng sản phẩm. Cái dòng sản phẩm này dòng sản phẩm khá là đặc trưng, tại vì ở trong đảo Ngọc Trai, đảo lớn ấy, thì nó có hai dòng sản phẩm chính, đó là dòng sản phẩm đơn lập 288 m và dòng sản phẩm song lập là 150 m. Thì cái dòng sản phẩm 288 m thì giá hiện tại cũng đã rơi tầm khoảng từ 43 đến 45 tỷ một căn rồi. Và video sau thì Định sẽ chia sẻ với chúng ta một cái sản phẩm mà có diện tích 297 m mà giá rẻ nhất hiện tại, để quý chúng ta có cái sự lựa chọn nha. Còn đây là cái video này thì Định xin phép được giới thiệu với chúng ta một cái sản phẩm song lập 150 m, mặt tiền 8,3 m, xây 76,7 m nhân 3 tầng một tum với cái kiến trúc bên ngoài như này đây. Vâng. Thì đây là dòng sản phẩm song lập đảo lớn nha, tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Thì cái căn này ấy thì Thiện Định chia sẻ luôn là nếu anh chị chúng ta lựa chọn cho mình một cái căn song lập mà hướng Tây Bắc đấy, thì chúng ta sẽ sở hữu cho mình những cái sản phẩm như này thôi. Còn nếu chúng ta muốn những căn đơn lập thì nó chỉ có một ít căn ở dãy Ngọc Trai 18, hoặc là chúng ta đơn lập nữa thì chúng ta chỉ ra một số khu khác thôi. Còn như là những cái căn mà hướng Tây Bắc bên Ngọc Trai đảo lớn, đa số là những cái căn song lập như này. Còn nếu như chúng ta lựa chọn những căn Đông Nam thì lại là những cái căn đơn lập 288 m. Đấy, thì cái sản phẩm này hiện tại thì đang có cái mức giá là như căn này, và Thiên Định đang chia sẻ là cái mức giá đang hợp lý nhất mà Thiên Định thấy được là hiện tại căn này đang bán với giá là 22 tỷ của chị nhá. Một mức giá vô cùng hợp lý luôn, 150 mét 12 22 tỷ. Đấy. Với cái mức giá này thì anh chị chúng ta có trong thời điểm này anh chị chúng ta còn mua được, còn chắc chắn trong thời gian tới thì giá trị của nó sẽ chắc chắn nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Tại vì khi mà dịch bệnh được khống chế cũng như là cái tình hình kinh tế nó ổn định trở lại thì chắc chắn là giá của những cái sản phẩm bất động sản tại Vinhomes Ocean Park sẽ tăng lên. Tại vì sao? Là đồng nghĩa với việc là dịch bệnh được khống chế, thì khi đấy chủ đầu tư lại cũng dục dịch triển khai những cái dự án, những cái tiện ích đẳng cấp như là Vinpearl Land Safari, đúng không ạ? Rồi triển khai bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, đúng không ạ? Rồi khai trương tòa nhà văn phòng 45 tầng Technopark. Đó là những cái mà tương lai là những cái bước ngoặt, những cái bước sóng giúp cái sản phẩm bất động sản tại Vinhomes Ocean Park còn tăng tiếp theo. Đấy, thì hôm nào đấy thì Thiên Định sẽ ngồi lại và Thiên Định phân tích cũng như là chia sẻ những cái nội dung làm sao để cô những chúng ta hiểu được là trong thời gian tới có những cái yếu tố nào giúp cho bất động sản Vinhomes Ocean Park nó có tăng hay không, đúng không ạ? Hay nó chững hay nó tăng, và những cái yếu tố nào giúp cho bất động sản Vinhomes Ocean Park thời gian vừa rồi tăng lên. Thì Thiên Định sẽ phân tích kể cả tương lai cũng như là những cái thời điểm vừa rồi để chúng ta có thể cái nhìn nhận được một cách sâu sắc nhất cái lý do tại sao Vinhomes Ocean Park đến thời điểm này giá của nó tăng rất là cao, và trong thời gian tới chắc chắn nó còn tăng hơn nữa của anh chị nha. Đấy, đây là những cái chia sẻ với anh chị của Thiên Định dành cho anh chị. Còn ở đây thì nói thì về cái dòng sản phẩm thương mại dịch vụ là một cái dòng sản phẩm Thiên Định cũng ở video này thì Thiên Định chỉ chia sẻ với anh chị chúng ta những cái dòng dòng biệt thự song lập là 150 mét này thôi. Còn những cái dòng sản phẩm khác như dòng sản phẩm liền kề này, dòng sản phẩm thương mại dịch vụ này, dòng sản phẩm shop house chân đế này, đấy, dòng sản phẩm đơn lập này, rồi những cái dòng sản phẩm khác thì Thiên Định sẽ có một cái bài phân tích khác nữa. Thì nếu quý chúng ta video này quý chúng ta quan tâm đến dòng sản phẩm song lập diện tích 150 mét tại đảo Ngọc Trai đảo lớn thì hãy liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại là 0907 459 550 nha. Cái mức giá hiện tại đang là 22 tỷ của chị nha. Vâng, Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video của Thiên Định, và hãy ấn nút đăng ký và theo dõi nha. Hãy ấn nút chuông thông báo nha để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha chị nha. Ok, Thiên Định xin chào.
Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị chúng ta ở những video tiếp theo nha. Thiên Định xin chào.